Chào bác, thì hôm nay em có mặt tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ghé qua cái vườn kiểng của anh Hà ở Gò Vấp, em sẽ quay và giới thiệu đến các bác một số tác phẩm mai chiếu thủy cũng rất là đẹp để các bác ở nhà chiêm ngưỡng trong cái mùa dịch bệnh này. Chúng ta không đi lại nhiều được thì có thể là ở nhà để mà ngắm những cái tác phẩm như thế này thì quá tuyệt vời phải các bác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chiêm ngưỡng về cái tác phẩm này. Đây là một cái tác phẩm mai chiếu thủy mới thoáng nhìn qua thì nó rất là u cục, rất là dữ tợn các bác. Cái này được làm sạch rồi. Và nhìn chúng ta có thể nhìn tổng quan về bộ xương của nó. Tổng chiều cao của cái này nó rơi vào khoảng tầm 40, hơn 40 các bác. Nhưng mà nó rất là duyên, cái này duyên, cực kỳ duyên. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về một số cái nét đẹp của tác phẩm này. Các bác nhìn cái độ u cục của nó các bác này. Cái này đường hoành của nó rơi vào khoảng 50 các bác. Tổng chiều cao chắc cũng cỡ khoảng 45 các bác. Tổng chiều cao nó 45 các bác. Bộ tay bóng cũng nhìn rất là duyên dáng. Đây ở góc nhìn này chúng ta thấy được cái độ u sân của tác phẩm này. Cái này rất là già rồi đấy các bác ạ. Đế cũng rất là đẹp nha các bác. U cục nhìn rất là dữ. Rồi tạm chia tay với tác phẩm này, chúng ta sẽ đi đến cái tác phẩm tiếp theo. Cũng là một tác phẩm mai chiếu thủy, thì ở clip bên này em sẽ giới thiệu đến các bác một số tác phẩm mai chiếu thủy đẹp của anh Hà ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh các bác nhé. Các bác đừng rời màn hình, chúng ta sẽ đi đánh giá tiếp những tác phẩm phía bên này. Cơ bản là những tác phẩm ở đấy thì nó cũng là thuộc loại thành phẩm hết rồi. Rất là đẹp, rất là duyên. Rồi tác phẩm tiếp theo các bác. Mới thoáng nhìn qua thì chúng ta cũng thấy được cái tác phẩm này. Nó có cái bộ tàng rất là duyên. Và nó đều các bác ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về cái tác phẩm thứ hai này các bác nhé. Cũng là một tác phẩm mai chiếu thủy. Tác phẩm này thì có cái đường vân ở eo này thì nó cũng rơi vào khoảng tầm giá cỡ cũng gần 50 các bác. 50 không ngân hai nhỉ? Cỡ tầm 50 hả? Cũng rất là lớn. Về bộ vòng tay bông tang ở phía trên các bác này. Để em quay cái mặt phía bên kia, các bác nhìn kỹ hơn, tổng quan hơn với cái tác phẩm này các bác nhé. Đây là cái mặt phía sau của nó các bác. Bông tay, bông cần cũng làm rất là mình ạ. Chi tiết một chút về cái phần thân đế cũng rất là u cục lực lượng.
Rồi thì không để các bác đợi lâu, em sẽ dẫn các bác đến cái tác phẩm tiếp theo. Chúng ta cùng đi chiêm ngưỡng cái tác phẩm phía bên này các bác ạ. Rồi đây là cái tác phẩm tiếp theo, là một tác phẩm Mai Chiêu Thủy. Cái này bonsai, bonsai tiểu hay bonsai trung? Bonsai nhỏ, bonsai tiểu. Bonsai nhỏ nhưng mà bonsai tiểu. À. Rồi chúng ta cùng đi đánh giá về tác phẩm này các bác nhé. Này cũng khá là duyên đấy các bác. Thì những cái tác phẩm độc đáo, những cái tác phẩm Mai Chiêu Thủy đẹp thì em sẽ cố gắng tìm tòi để gửi đến các bác những nhận đẹp chân thực nhất về cây. Đây là tổng quan về cái bóng của tác phẩm này các bác. Tác phẩm này thì năm rồi cũng có tham dự thi tại hội sân Tao Đàn này các bác. Thì chúng ta cùng nhìn lại tác phẩm này. Chi tiết về cái bộ bóng tay ở phía trên rất là đều và rất là mịn. Chúng ta đi về mặt phía sau để ngắm kỹ hơn về cái các bạn nhé. Đây là mặt phía sau của nó các bạn này. Số chi tiết về phần thân đế. Và bộ bóng tay ở phía trên nữa các bác. Rồi đây thì cũng là một tác phẩm đẹp. Chúng ta cùng đi đến tác phẩm tiếp theo các bác nhé. Các bác đừng vừa rời màn hình, còn rất nhiều tác phẩm đẹp em sẽ quay và giới thiệu đến các bác. Để các bác có thể chiêm ngưỡng. Rồi đây là tác phẩm tiếp theo. Đây là một tác phẩm Mai Chiêu Thủy. Cái này thì nó có một khiên rơi khá đặc biệt. Và cái đường lụa của tác phẩm này thì bây giờ chúng ta cùng đi chiêm ngưỡng và đánh giá về cái tác phẩm này rồi nhé. Về một chút về phần thân đế. Đế bẹt. Đế bẹt ra luôn rồi các bạn ạ. Về cái bộ đế ở dưới này. Tác phẩm này thì được anh Toàn tạo một cái đường lụa thân ở phía trong cũng rất là độc đáo ạ. Số chi tiết về cái bộ tai bông ở phía trên. Cái điều đặc biệt của tác phẩm này thì các bác thấy có một cái cần rơi đấy các bác này. Một cần rơi nhìn rất là u lực. Một số chi tiết về nốt cắt diệt. Cây này thì được đặt trên thân chậu này lâu lắm rồi. Lá nó nhìn nó kéo lại rồi các bác này. Số bộ bông tai bông tàng ở phía trên cũng nhìn rất là đẹp ạ. Đấy các bác thấy điều đặc biệt của tác phẩm này thì nó có một cành rơi rất là dài. Cành rơi này chắc còn khoảng 60 các bác. 6 đến 70 các bác ạ. Dài và lực các bác nhé. Chúng ta cùng ngắm nhìn tổng quan về tác phẩm này một xíu nữa, sau đó em sẽ đi dẫn các bạn đến tác phẩm tiếp theo, cũng là một tác phẩm Mai Chiêu Thủy, lá trung rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi đến để chiêm ngưỡng tác phẩm phía bên này các bạn nhé. Đây rồi các bác, đây là một cái tác phẩm Mai Chiêu Thủy dùng lá trung. Cái này thì nó có một cái cần phóng, một cái cần rơi rất là lực. Các bác nhìn thấy cái đồ lão làng của tác phẩm này có một cái cần rơi phía bên này các bác này, nhìn khủng khiếp luôn.
có cái bắp cần nào mà như thế này các bác, rất là khủng khiếp các bác ạ. Số chi tiết về cái bộ tai bông ở trên hiện tại đang được nuôi, nhưng mà nhìn cái bộ đệ của tác phẩm này thì nó là thuộc loại hàng khủng rồi, đường hoành của nó cũng rơi vào hơn cả trăm các bác. Để nhìn cái đệ của nó các bác này, các bác hoành 110 anh. À thì em nói khoảng, em đoán khoảng hơn trăm nhưng mà chính xác thì nó là 110 các bác nhé. Mà nhìn cái bộ đệ của nó rất là khủng khiếp luôn các bác. Wow. Thế để tận mắt chứng kiến những cái tác phẩm này thì không còn gì bằng nữa các bác ạ. Đấy, ở cái góc nhìn này chúng ta có thể thấy kỹ hơn về bộ tai bông. Các bác nhìn thấy bắp tay của nó các bác. U cục, già cỗi và điêu luyện, tất cả là cái nét đẹp đều được anh Hà thả hồn vào cái tác phẩm này để tạo nên những cái nét đẹp của tác phẩm về tính già cỗi, tính giá trị và cái tính thẩm mỹ, nó được hòa quyện vào cái tác phẩm này, nhìn rất là dữ tợn luôn các bác ạ. Cái này là một cây mà đáng lên tiền đấy các bác. Đây là một cái tác phẩm đáng lên tiền các bác nhé. Cái này chỉ cần nuôi thêm một chút xíu về cái bộ bông tai nữa thì nó là một cây có giá trị, cây mà các bác có thể đưa đi chơi được trong tương lai. Đấy, tất cả đều được định hình sẵn rồi các bác. Cái này thuộc loại hàng khủng luôn rồi, là thuộc loại hàng hiếm các bác. Nhìn mãi cái bộ đệ không chán các bác ạ. Rồi chúng ta cùng ngắm nhìn lại một chút xíu nữa, sau đó em sẽ đưa các bác đến cái tác phẩm tiếp theo, và cũng là tác phẩm cuối cùng trong clip lần này. Tại vì clip nó cũng khá dài rồi nên là em xin kết thúc và sẽ đưa các bác đến cái tác phẩm cuối cùng các bác nhé. Rồi đấy là cái tác phẩm tiếp theo các bác. Giới thiệu cho các bác cái tác phẩm này. Tác phẩm này thuộc loại siêu đẳng rồi, nó rất là dữ tợn, đường hoành. Cây này thì cái này nó cũng rơi vào cả trăm ạ. Cái này được trăm không anh Hà nhỉ? Các bác nhìn này, cái máy chiếu thủy mà cái đồ cục và cái đường hoành như thế này các bác, về đồ bóng tay bóng tàng của nó thì không còn chê vào đâu được nữa các bác ạ. Nhìn nó lực lượng mà già cỗi lắm rồi, điêu luyện. Thì chúng ta cùng đi chiêm ngưỡng cái tác phẩm này kỹ một chút xíu các bác nhé. Về cái bộ thân đề các bác, chạy đều, u cục lực lượng rất là dữ. Để em quay cái mặt phía sau cho các bác được nhìn kỹ hơn về tác phẩm này. Đây là mặt phía sau của nó các bác. Wow. Nhìn như thế này mình mới cảm nhận được hết những cái vẻ đẹp của cây, toát lên hết cái vẻ đẹp của cây các bác. Đấy, các bác nhìn thấy một số chi tiết về cái bộ bông tai bông tàng ở phía trên các bác này. Nhìn nó đan xen lẫn nhau, rất là uyển chuyển. Đây, số chi tiết về bông tai bên này rất là dữ luôn các bác, dữ dằn lắm các bác ạ. U cục, già cỗi, rồi em dự tính cái này là cái tác phẩm cuối cùng, nhưng mà thấy cái tác phẩm kế bên này thì cũng là một tác phẩm đẹp nên là em sẽ quay gửi đến các bác luôn. Tác phẩm này cũng là một tác phẩm mà nó thuộc loại hàng khủng rồi. Thì chúng ta sẽ đi chiêm ngưỡng thêm một tác phẩm nữa các bác nhé. Chào các bác, thì tiếp tục cái vườn kiểng về dòng máy chiếu thủy tại vườn của anh Hà ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác một số một cái tác phẩm. Tác phẩm này là tác phẩm cuối cùng trong clip lần này các bác nhé.
thì mới thoạt nhìn qua chúng ta đã thấy được cái vẻ đẹp mà nó gây sự thu hút về cái tác phẩm này. Nhìn rất là lực lượng. Cái này đường hoành nó cũng 100 các bác, hơn 100 các bác, rất là lớn ạ. Và cái độ u cục của cái tác phẩm này thì không thể chế vào đâu được nữa rồi. Đấy, các bác thấy một số chi tiết về cái bộ bông tay bông ta rất là láng mượt. Láng mượt mà cái đồ văn neo uốn lượn rất là dữ các bác. Wow, chúng ta nhìn như thế này mới sướng các bác ạ. Chiêm ngưỡng cây mà nhìn như thế này nó mới sướng. Quá dữ dằn luôn. Đây cũng là một cái tác phẩm đẹp và cái tác phẩm gọi là khủng. Cái hoa của nó thì tỏa ra, hiện tại có một số cái hoa nó ra thơm ngất ngây luôn các bác ạ. Rồi, để em quay cái mặt phía bên kia cho các bác nhìn kỹ hơn về cái tác phẩm này. Nhìn rất là sướng luôn các bác. Đấy, ở góc nhìn này chúng ta có thể là nhìn chi tiết một số cái nét đẹp của tác phẩm. Về phần thân đề cũng nhìn rất là dữ. Đồ bọc bóng tay của cái này nhìn em thấy cái nét đẹp của bộ bóng tay thì không thể chế vào đâu được nữa. Rất là dữ dằn luôn các bác. Rồi cái tác phẩm này cũng là cái tác phẩm cuối cùng trong cái clip lần này của em. Những cái tác phẩm mai châu thủy đẹp ở vườn Ninh Hà thì em cũng đã quay và gửi lên các bác. Thì mong rằng các bác hãy xem và ủng hộ cho kênh Châu Gia Long ngày được phát triển hơn nữa và là được sự mến mộ của các bác. Kênh Châu Gia Long sẽ phát hình các cái video về cái dòng bonsai, dòng cây cảnh đẹp tại khu vực miền Nam, đặc biệt là dòng mai châu thủy, để gửi đến các bác mỗi ngày vào lúc 19 giờ. 19 giờ là 7 giờ tối các bác nhé. Thì các bác sắp xếp thời gian có thể đón nhận cái video của em đăng tải lên mỗi ngày vào lúc 19 giờ các bác nhé. Nếu như mà các bác bận thì cũng có thể là ngày hôm sau, các bác đăng ký kênh để ngày hôm sau mình có thể xem lại được. Các bác xem video của Châu Gia Long thấy hay thì hãy chia sẻ lên Zalo, chia sẻ lên Facebook để nhiều người được biết đến. Đó là cũng là một cái động lực to lớn nhất mà kênh Châu Gia Long tạo cái động lực Châu Gia Long làm tiếp những clip hay đó nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo về cái dòng cây cảnh đẹp và cái cây bonsai đẹp tại khu vực miền Nam vào lúc 19 giờ tối hàng ngày các bác nhé.